chào bà con đã quay lại với kênh kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh. Hiện tại anh em kỹ thuật của nông nghiệp xanh quay lại một cái vườn bưởi da xanh đang trong quy trình là làm bông xử lý ra hoa cho cái niên vụ là bưởi Tết 2023-2024. Thì trên màn ảnh bà con đang xem là một cây bưởi là 5 năm tuổi, mình đang thực hiện những cái bước làm bông và bây giờ đã xịt đến là bước 3 rồi bà con. Đây, thì những cái dòng mà để mà tạo mầm hoa của nông nghiệp xanh này thì mình hay quay ở trên video á, thì cũng quá quen thuộc với bà con rồi. Lân gheo, cô tông tạo mầm hoa, kali hữu cơ ha, những cái dòng mà ở trên video mình hay nói với bà con xem á, combi ha, combi bột sủi này, combi thái ha. Đấy, những cái dòng mà đây anh xài vườn ấy thì phun một lần là 10 phi và anh xài rất là nhiều này. Đây là những vỏ bên mình hoa, đây những vỏ bịt bao bì bên mình hoa đó, thì và đã phun đến cử thứ ba rồi, bước 3 rồi, và chuyển có nhiều vườn á thì bà con mình phải hâm thêm trong cái mùa này ha. Thì mình xin lưu ý cho bà con một số vấn đề trong quá trình tạo mầm hoa mùa mưa, thì bà con mình nên làm gì để quá trình mình ra hoa xả nhị đậu trái được tốt hơn. Thì vườn này á, thì khu đầu này anh phun được 3 cử và khu sau kia thì anh phun được là 4 cử rồi. Thì cái cử thứ tư đối với vườn này thì không có công lấy lá, thì mình đã ứng dụng cái dòng là xả lá cành nhện để mà mình kết hợp phun chung để sau này mình đỡ phải là đi lặt lá và nó sẽ tiết kiệm công hơn cho bà con trong quá trình mà lấy lá và xử lý ra hoa. Đây, những cái dòng của bên mình hay quay ha. Đấy, thì trong điều kiện mà mưa và hầu như thì đợt này thì ngày nào cũng mưa và cây của bà con là có hiện tượng là bung đọt rất là nhiều. Đây, bà con nhìn thấy này. Đây, hầu như mình đi thăm vườn thì hôm qua giờ mình đi rất nhiều vườn và hầu như là vườn nào nó cũng có hiện tượng như vậy. Thì nó bình thường mà con, khi mà cây lá đã già, cái điều kiện là mưa nhiều nữa thì cây mình nó bung bình thường, nó bung cả trên ngọn nè, trên ngọn ha, và nó bung những cái chồi mà trong thân á, trong thân nó vẫn bung chồi. Thì bà con mình sẽ xử lý như thế nào ha? Thì khi trong quá trình mình tạo mầm á, cây bung chồi á là mình vẫn cho bung bình thường, nhưng mà gì, mình dìu cái ngọn nó đi chậm lại để cho nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi những cái dòng mà tạo mầm trong này. Thì bà con mình vẫn phun cho mình những cái dòng mà già ngọn, ví dụ bên mình đang cho xài là dòng kali hữu cơ gold dạng nước để cho nó già ngọn, nó đỡ, nó phải tập trung dinh dưỡng, nó nuôi cái ngọn và nó dễ thúc đẩy cái mầm hoa hơn. Thì bà con mình phải phun già ngọn ở thời điểm này. Ở thời điểm này á, mình gọi là dìu theo thôi chứ mình không chặn ngọn ha, dìu theo cho nó đi chậm lại thôi. Và lúc mà nó mở sang bánh tẻ thì có nghĩa là cái hoa mình trong này á, nó đang xả nhị đầu trái thì nó không bị cạnh tranh với cái yếu tố là sinh trưởng và sinh sản, thì nó sẽ đỡ bị rụng hoa hơn đó. Thì bà con nhìn thấy không, đa số thì cây nào cũng đi, một số cây thì nó đi lọt trọt này, vườn mình mà nó đâu có đều được đâu bà con. Đây, bên này thì đi nhiều này, cây này đi nhiều này đó. Thì bà con mình phải phun già lại cho nó già, nó đi chậm lại chứ mình chưa chặn đọt nha, phun cho nó đi già lại để cho nó dễ tập trung phân hóa mầm hoa. Và mùa này á thì bà con mình cứ cập nhật tình hình thường xuyên cho mình. Vườn này là phun đến cử thứ ba rồi, đầu kia là cử thứ tư rồi, thì nhiều vườn á mình cảm thấy chưa tới thì mình phải hâm thêm mà con, mình hâm thêm 1-2 cử tạo mầm nữa, chứ không phải là mình phun đến cử thứ năm rồi mình mới kích mầm. Như vậy là nhiều khi nó chưa tới, nó chưa giòn á, thì cái tình trạng mà bung lá nó sẽ dễ hơn. Thì bà con mình phải lưu ý trong quá trình tạo mầm hoa, mình phải ép kỹ, ép cho tới, chưa vội kích mầm khi cái lá mình nó chưa giòn và cái mầm hoa mình nó chưa ra, thì bà con mình tỷ lệ đi lá rất là cao. Đó, mình để ý cái lá này, đây, lá đây này. Đó, khi phun á, thì lá nó cũng có rụng đó bà con, này, nó cũng có rụng lá ha, nhưng mà mình thấy là nó rụng chưa đáng kể. Đấy, vườn nào á, trong cái điều kiện này nè, ngoài cái việc là mình hâm thêm, là mình phun những cái dòng tạo mầm ở trên lá, thì ở dưới gốc bà con mình bón cho mình thêm là từ nửa ký đến 1 ký là kali đỏ tùy tình trạng cây ha. Mình bón cho nó dìu cái cây là thứ nhất này, thứ hai cho nó dễ phân hóa, nó đỡ tình trạng nó sung đi, thì như vậy thì nó dễ phân hóa và tạo mầm hơn ha. Lưu ý ha, trên lá thì hâm thêm tạo mầm, ở dưới gốc thì
bón thêm kali cho nó dễ già, dễ già cây lá, nó cây mình nó chuyển hóa được cái năng lượng đường bột và nó dễ tạo mầm hoa hơn, dễ thúc đẩy mầm hoa hơn. Đó. Thì những cái vườn theo nông nghiệp xanh thì cứ cập nhật thường xuyên cho mình thôi. Có những vườn làm sớm, có những vườn làm trễ thì cũng phải lưu ý mình linh động từng cái cửa phun cho nó hợp lý. Đó. Hồi xưa thì anh che trái này, đây, cây này trái nhiều này, che những cái bao này. Đó. Có nhìn thấy là cây mà 5 năm thôi nhưng mà lực cây rất là sung, cây sung, cần nhện nhiều, cần nhện to nhiều thì mình phun cái cửa xả lá thì cần nhện thì nó sẽ rụng bớt lá đi ha, lá nó cũng cũng giòn rồi, cái này nó giòn rồi này, giòn rồi. Những cái vườn nào mà cái công lại lá mình ít không có thì mình cho xả lá trước một hai cửa đi cho nó rụng bớt, sau này bà con mình cái công lại lá mình nhanh hơn. Hoặc là có nhiều vườn á mình chỉ cho là xả rồi và cho bấm cành nhện thôi. Đây, những cái cành nhện này này là mình phun và nó đã rụng lá rồi bà con. Có nhìn thấy không? Nhện ở đây chủ yếu là to này, mập này, chắc này và ít cành tăm, chủ yếu là nhện già. Nhện già lên gần này. Đấy, thấy giòn không? Thấy giòn không? Thấy rốp rốp à? Sắp tới đó, phải hâm thêm. Tùy thôi, tùy cái lượng mưa, cái lực cây. Mình hâm thêm cho nó hợp lý. Tùy vườn hâm rồi và tùy lực cây nữa. Ví dụ cái đám này nó sung, đám kia nó suy thì cái đám sung sung này mình phải hâm thêm cho nó đều. Chứ bà con mình kích ra là cái cây mà suy thì nó một cái liệu trình á, cây mà suy thì nó sẽ bung nhiều, bung nhiều hoa hơn, còn cây sung này nó bung ít hoa hơn. Thì ngoài cái mỗi vườn nó khác nhau rồi thì trên mỗi vườn á, mỗi cây nó lại khác nhau nữa. Thì bà con mình phải lưu ý cho mình. Ví dụ cây này có thể phun đến bước thứ 5 là có thể kích mầm ra được, tại vì cây này suy, dễ tạo mầm hơn. Còn mấy ông này này, mấy ông này đó là phải hâm thêm ha. Mỗi vườn nó cũng tùy lực cây ha. Bà con mình làm như vậy ấy, để cho nó đều. Chứ bà con mình ví dụ á, mình lấy cái cây này làm chuẩn đi, mà lỡ vô tình mình tạo mầm những cây này tới rồi, còn những cây sung này nó chưa tới, thì cái tỷ lệ đi lá những cái cây sung này nó sẽ nhiều hơn và sau này mất cái năng suất cho bà con. Mặc dù cây nó lớn, cây mình có thể neo trái nhiều, nhưng bà con mình kích nó ra lá không thì sau này mình lấy gì mà neo bà con, đúng không? Đó, thì mình phải ép làm sao cho nó hợp lý. Làm vườn là phải tùy cái lực cây, tùy điều kiện, mình linh động, tùy lực cây sung suy nữa bà con. Đó, cho nó hợp lý để mình làm cho vườn nó đồng đều ha. Đó, khi mưa xuống thì cái tình trạng nó bung chồi, chồi hoa, chồi lá từ ở trên ngọn và trong thân như vậy là bình thường. Và bà con mình cứ ép tạo mầm tiếp bình thường. Tại vì những cái chồi này nó bung ra thì nó không đáng kể và nó không bao nhiêu ha, không đáng kể và không bao nhiêu. Cái điều mong muốn của mình là xử lý ra hoa đồng loạt để mà đảm bảo cái năng suất cho bà con ha. Đó, nó bung bình thường. Những cái chồi hoa thì mình không nói, là mình kết hợp mình dưỡng luôn. Còn những chồi mà nó bung chồi lá, ví dụ cái cành này mà nó không bung hoa này đi, nó bung lá, thì sau này trong quá trình là mình tạo mầm hoa, mình kích mầm hoa thì bà con mình có thể vặt đi hai chồi lá này và để cho nó thúc ra những cái chồi mà mình đang tạo mầm. Bà con hiểu vấn đề này không? Ví dụ trong quá trình mình tạo mầm hoa nó đang bung chồi như vậy này, mà mình nói nó bung chồi lá nha. Ví dụ nó bung chồi lá đây, thì sau này lấy lá bấm cành nhện thì bà con mình vặt ra, vặt đi những chồi này luôn, những cái chồi mới này luôn, tuốt lá và để kích mầm ra những cái chồi này, gọi là cái chồi mình đang tạo mầm hoa và xử lý đồng loạt trên cái vườn này. Thì mình hủy đi luôn không sao ha. Còn trên ngọn phải phun già ở thời điểm nó bung chồi, cho nó dễ phân hóa ở trong này. Đó, vấn đề như vậy thôi. Ở gốc thì bón thêm những cái dòng mà kali, kali đỏ cho nó. Cây nào sung sung thì bón cho ký luôn. Cây nào mà suy tạo mầm được rồi thì bón cho 500g cho một cây. Như vậy thôi. Mình chuyển qua cái bước là kích mầm. Kích mầm thì F100, GABA và Combi. Mình có thể dưỡng kéo thêm bằng dòng Lenbo hoặc là Atonic. Đợt này thì bên mình có một dòng sản phẩm mới có tên gọi là Brassinolai. Một dòng đó để mà ứng dụng trong cái mùa làm bông năm nay, để mà nó là một chất điều hòa sinh trưởng. Ví dụ như nó là ứng dụng những cái hormone của thực vật, ví dụ như là cytokinin này, GABA này, những cái auxin ha, thì nó sẽ cây mình nó đỡ bị tình trạng rối loạn sinh trưởng trong quá trình ra hoa và nó giúp làm dai cuống hoa, tăng khả năng đậu trái. Đó, thì video sau mình sẽ nói chi tiết hơn về cái dòng sản phẩm mới
của nông nghiệp xanh để ứng dụng trong cái mùa làm bông về Tết năm nay, đó là dòng Brassinolite. Bà con mình nhớ nhấn like video và đăng ký kênh để mình ra những video mới thì bà con mình dễ dàng theo dõi ha. Rồi video cũng dài rồi thì xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video sau của kênh Kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh.